Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Kênh chúng mình sẽ mở thêm một cái danh mục mới. Danh mục này sẽ thiên sâu về cái việc chạy nốt. Thì những cái bài viết này, những cái bài phân tích này thì mình xin được trích lược lại từ cái bài viết của anh Jack Thợ Mỏ. Thì anh có khá nhiều những cái bài phân tích rất là hay về việc chạy nốt. Thì đây mình sẽ đưa lại những cái tin đấy để các bạn có thêm nhiều cái nhìn hơn về việc chạy nốt nhé. Cái bài viết mới nhất của anh đấy viết về nốt là việc truy tìm máy nốt. Truy tìm máy nốt, ta hiểu là làm sao tìm ra được máy nốt hoạt động trơn tru hoàn hảo nhất. Muốn vậy không phải là cứ mua máy tính về là ta tối ưu nó. Đấy, các bạn xem cái cách phân tích của anh ấy. Đó chỉ là cách khắc phục những nhược điểm của máy có sẵn mà thôi. Để một máy nốt chạy đạt hiệu suất, ta phải hiểu và tối ưu tất cả các linh kiện làm lên chiếc PC đó với tầm tiền có sẵn. Thứ nhất là CPU. CPU là thứ cực kỳ quan trọng đối với nốt. Đa phần điểm bonus bắt đầu từ đây. Đấy, các bạn ấy nhé, cứ thắc mắc là vì sao cùng cái máy tính nhưng mà nốt của mình lại thấp hơn nốt của bạn ấy. Trong tầm tiền phù hợp thì CPU nhiều nhân nhiều luồng được lựa chọn. Hai ứng cử viên là 2696V3 và 2680V4 có hiệu suất ngang nhau, phù hợp tầm tiền. Mặc dù 2696V3 hơn về số core nhưng mà 2680V4 sử dụng công nghệ Blackwell mang lại hiệu năng tính toán cao hơn công nghệ Haswell trên đời 3, version 3 và tiết kiệm điện hơn. Xung quanh hai CPU còn có 2678, 2683, 2699, nhưng có một lý do những CPU đuôi số chẵn ưu tiên được chọn cho xử lý của nốt, đó là khả năng chia hết cho 4. Thật sự nếu mà các bạn nếu mà không dành về máy tính thì đọc những cái dòng phân tích này của anh Jack thì cũng thật sự khó hiểu. Và thôi thì cứ xem những cái phân tích của anh ấy để chúng ta có cái thông tin tham khảo nhé. Nhóm nghiên cứu máy nốt đã ghi nhận ý kiến của một giáo sư có tên tuổi trong làng nốt, người có chuyên môn nghiên cứu thuật toán lượng tử cho thấy khả năng làm toán của những CPU nhiều nhân có khả năng chia cho 4 có thể làm được những bài toán một cách tròn trịa và đều đặn giữa các luồng. Đó. Thứ hai là mainboard. Mainboard là có nhiều sự lựa chọn. Với máy nốt thì việc xử lý tính toán luôn thiên về nhân luồng nên mainboard sử dụng dual CPU là lựa chọn hợp lý. Mặt khác, mainboard là thứ dễ chết nhất nên việc chọn một mainboard chạy ổn định thì khả năng thay thế dễ dàng phải đặt lên hàng đầu. Với máy nốt, thời gian cứu hộ tối ưu nhất được tính bằng giờ. Đấy, các bạn xem. khá là khắt khe nếu mà các bạn muốn chạy nốt chuẩn chỉ. Do đó tất cả các linh kiện phải được đưa vào trong danh sách sẵn có. Thứ ba là RAM. Thử nghiệm với RAM thì Pinot chạy trên Win không đòi hỏi nhiều về RAM nhưng Docker mới là thứ đau đầu. Hey, nốt thì không yêu cầu nhưng mà Docker là cái phụ thuộc vào pin, cái phụ thuộc của Pinot đấy thì nó lại yêu cầu về RAM. Với Docker càng nhiều RAM tốt. Nên không đưa ra lời khuyên nên dừng lại ở đâu, nó phụ thuộc vào bạn có bao nhiêu slot để cắm RAM. Cấu trúc RAM ECC cũng là ưu tiên được lựa chọn, đơn giản vì công nghệ Error Checking and Correction xử lý được vấn đề treo máy và lỗi RAM màn hình xanh. Thứ tư là disk. Disk là ổ cứng. Tốc độ SSD luôn đặt lên hàng đầu trong tính toán của máy nốt. Vì lựa chọn CPU nhiều nhân luồng nên nếu sử dụng một chiếc SSD thông thường có tốc độ đọc ghi của SSD không thể đáp ứng kịp, khiến sức mạnh của CPU giảm đáng kể. Những SSD NVMe có tốc độ 3500 Mbps/s hoặc cao hơn sẽ là ứng viên số 1. Ngoài những cái thứ kể trên thì các linh kiện khác đều phải tính toán lựa chọn phù hợp nhất, như khả năng ổn định của nguồn, khả năng làm mát của tản nhiệt, thông gió một chiều, kiểm soát nhiệt độ mùa hè, lựa chọn loại dây mạng, đầu bấm, vệ sinh bụi, cùng việc lựa chọn chuẩn cài Windows, gói Internet phù hợp sẽ mang lại nhiều thứ hữu ích. Ngoài những thứ kể trên thì việc cài đặt nốt đúng cách cũng mang lại điểm tối ưu cho phần trăm availability. Và điều quan trọng nhất, bạn cần có thời gian đủ dài để chạy nốt, niềm tin vào nốt và thêm một chút may mắn. Đó. Bác ấy cũng có một cái câu bổ sung là các bạn đừng có hỏi tại sao bonus máy em lại cao nữa nhé. Bởi vì là các bác ấy đã tìm hiểu về nốt rất lâu rồi và các bác ấy hiểu được cái kỹ thuật chạy nốt, nắm được cái
những cái thông số phía sau của mỗi cái nốt chạy nó sẽ như thế nào, thì các bác ấy sẽ build cái cấu hình đầu vào nó sẽ được chuẩn chỉ. Và như vậy là máy chạy nốt ổn định thôi, như vậy là nốt các bác ấy cao. Thì như bác Jack thợ mỏ là có cái con nốt chạy được 26,70 mấy các bạn ạ. Đấy, sợ man luôn. Đây là những cái thông tin rất là hay và rất là hữu ích cho những anh em nào mà đang có ý định muốn chạy nốt và đang muốn đầu tư một máy tính để chạy nốt pi. Thì các bạn cứ có thể tự theo dõi cái trang cá nhân của anh Jack để nếu cần thì có thể hỗ trợ, xin hỗ trợ từ phía anh ấy. Mình nghĩ là anh cũng sẽ rất là thoải mái để hỗ trợ các bạn thôi. Anh ấy còn những chia sẻ được những cái, có thời gian chia sẻ được những cái kiến thức này cho chúng ta, thì chắc là nếu mà ai có nhu cầu muốn hỏi anh ấy thì có thể anh ấy cũng sẽ tư vấn trực tiếp được đấy. Đây, rất nhiều bạn comment gọi là như nào nhỉ, cảm ơn những cái thông tin mà anh Jack gửi đến cho quý vị và các bạn. Rồi, đây là một chuyên mục mới của chúng mình, chuyên về những cái thông tin hỗ trợ tư vấn về chạy nốt, được tổng hợp từ những cái những anh em mà rất là có kiến thức chuyên sâu về nốt để gửi tới quý vị và các bạn. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, theo dõi của quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình nha.